Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục cả video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính cho những bạn mới bắt đầu. Rồi thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn một số thông tin liên quan đến các cái dòng CPU của Intel trên máy đánh bàn nhé, để các bạn mới sử dụng máy tính hoặc là các bạn đang có nhu cầu build máy đánh bàn, các bạn phục vụ học tập, công việc hoặc là giải trí, các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo nhé. Và thì trong video hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về hai cái dòng CPU cao cấp của Intel nhé, đó là CPU i7 10700 thế hệ thứ 10 và CPU i7 14700 thế hệ thứ 14 mới nhất năm 2024, để các bạn thấy được có cái sự khác nhau về cái chênh lệch về cấu hình cũng như là về cái tần số GPU trên hai cái dòng này. Và mình cũng chia sẻ các bạn một số cái thông tin mới cập nhật được về các cái thông tin cơ bản thôi nhé. Và trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn một số video về chia sẻ về một số cái dòng CPU cơ bản của Intel trong những năm gần đây. Đó thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm kênh của mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi thì ngoài ra thì cái việc tra cứu ở cái cấu hình này, ví dụ như là các bạn muốn tra cứu cái cấu hình của con i7 10700 đấy, hoặc là i7 14700 thì các bạn có thể lên trang chủ của Intel các bạn tra nhé. Đó. Ở đây thì mình lấy ví dụ như là chúng ta cần xem cái thông số của con i7 10700 thì chúng ta sẽ lên cái trình duyệt web này. Các bạn có thể sử dụng cốc cốc Chrome hoặc là Firefox nhé. Ở đây mình mở cốc cốc lên. Ở đây mình sẽ gõ vào là CPU nhé. Chúng ta gõ vào là CPU này i7 này. Chúng ta kiếm cái con 10700 được đi, 10700. Tiếp theo các bạn nhấn Enter đến bàn phím nhé. Thì khi các bạn nhấn Enter thì trình duyệt web nó sẽ đề xuất cho chúng ta một số cái trang web để chúng ta tham khảo về cái cấu hình của cái con này. Thì ở đây chúng ta sẽ vào trực tiếp ở trên trang chủ của Intel để chúng ta kiểm tra luôn các bạn nhé. Thì thông tin nó sẽ chính xác và đầy đủ hơn. Ở đây các bạn sẽ vào cái trang là www.intel.vn này. Ở dưới có ghi là bộ xử lý Intel Core i7 10700 ID. Các bạn kích vào đây này. Và sau khi kích vào đây thì chúng ta sẽ có một số cái thông tin cơ bản. Ví dụ như là bộ nhớ đềm là 16 MB này. Tối đa là 4,8 GHz. Dòng cao cấp, các bạn thấy rằng là cái bộ nhớ đềm khá cao và cái xung cũng khá là cao. Sau đây các bạn kéo xuống thì chúng ta sẽ có các cái mục, ví dụ như là mục thiết yếu này, thông tin kỹ thuật CPU này, rồi thông tin bổ sung, thông tin bổ nhớ, vân vân. Các bạn kéo xuống dưới này nha để chúng ta tham khảo thêm. Và ở đây ví dụ như là chẳng hạn như là mình đọc cái phần là phân đoạn thẳng là desktop, có nghĩa là chúng ta sử dụng cho con CPU này, sử dụng cho máy tính bàn. Đấy, bộ số hiệu bộ xử lý là i7 10700. Thuật in thạch bản là 14 nanomet, có nghĩa là cái con CPU này đang sử dụng cái công nghệ 14 nanomet, là cái công nghệ cũ hơn. Đó, giá đề xuất cho khách hàng thì ở đây Intel vẫn để nguyên cái giá này. Đó, thì 355 USD cho đến 365 USD. Thì các bạn tính cái tiền USD ra tiền Việt Nam và các bạn nhân lên nhá, nhân lên cái số USD này thì chúng ta sẽ tính ra được cái giá của cái con i7 đời 10 theo cái đề xuất của Intel. Thì cái giá này nó tùy vào cái từng nước các bạn và từng khu vực, từng địa phương. Đấy. Rồi sang cái phần là cái con i7 14700 thì các bạn cũng tra tương tự như vậy nhá. Thì ở đây là để cho đơn giản và cho nó nhanh gọn và các bạn dễ so sánh thì mình cập nhật một số cái thông tin cơ bản ở đây. Đấy, và đầu tiên là cái con i7 và tiếp theo là cái con i7 14700 để chúng ta dễ so sánh nhá. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra các cái thông tin cơ bản các bạn nhé. Đầu tiên là cái số lõi này. Số lõi thì cái dòng Core i7 10700 này thì số lõi thực là 8 lõi. Đấy, nhưng mà sang cái đời i7 14700 mới nhất thì 20 lõi các bạn nhé, tức là số lõi đã tăng lên, tính ra thì tăng lên 12 lõi đó, tính cả lõi B và lõi E. Thì trong cái con CPU 14700 này này thì số lõi B là 8 lõi, còn số lõi E là 12 lõi. Thì các bạn lấy 8 cộng với 12 là thành 20 đó. Thì theo cái cấu trúc mới của Intel từ thế hệ thứ 12 trở lên ấy, đó thì cái con CPU nó đã có hai cái nhân, đó là nhân B và nhân E. Để nhân B thì chuyên làm vào cái việc nặng hơn, rồi nhân E thì làm các công việc nhẹ hơn và có khả năng tiết kiệm điện. Chúng ta con CPU chúng ta nó sẽ tối ưu cái hiệu năng cũng như là có sức mạnh tốt hơn. Đó, thì ở đây thì mình để cho dễ hiểu thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái sơ đồ như thế này. Ví dụ như là cái CPU từ cái thế hệ thứ 12 trở lên, tức là công nghệ 10 nanomet, công nghệ mới, thì trong cái nhân của nó thì nó sẽ có hai cái nhân B và nhân E. Đó, nhân E thì nó sẽ nhỏ hơn, làm công việc nhẹ hơn, nhân B thì nó sẽ mạnh hơn và làm công việc nặng hơn, gọi là cái lõi B hiệu suất ấy. Đó,
Thì ở đây các bạn để ý là theo cái cấu trúc sắp xếp như thế này, thì một cái loại B như vậy thì chúng ta sẽ tính bằng bốn cái loại E nhé, để theo sắp xếp một cái ô như thế này. Đó, tiếp theo là về cái phần turbo tối đa, đó, số loại và số luồng đi, số luồng trước đi. Đó, số loại thì 8 loại và số luồng là 16 này. Chúng ta chủ yếu là so sánh về các cái thông số chính thôi. Thì ở đây thì con i7 đời 10 ấy, thì chúng ta sẽ nhân đôi lên nhé, 8 loại thì nhân đôi lên là 16 luồng. Đó, riêng cái con i7 14.700 này thì bây giờ thì mình nếu nếu mà tính theo cái cách tính cũ ấy, thì chúng ta sẽ lấy 20 nhân 2 lên, đấy là được 40 đúng không? Đấy, nhưng mà theo cái công bố của Intel lúc này là chỉ có 28 luồng thôi. Đó, 20 loại và 28 luồng. Thì ở đây thì Intel công bố rằng là chỉ có cái loại B này đó là có siêu phân luồng, còn loại E này thì không có. Đó, như vậy là các bạn sẽ nhân đôi cái loại B này lên, để chúng ta lấy 8 nhân 2 lên là 16. 16 cộng với lại 12 là thì thành 28. Đó là lý do vì sao mà cái con i7 14.700 này nó có là 20 loại và 28 luồng. Tiếp theo là về cái tần số turbo thì ở trên con đời 10 thì 4.8 GHz đấy, nhưng mà sang cái đời 14 thì nó đã 5.4 đấy, tức là chênh lệch cũng khá là nhiều đấy các bạn nhé, 0,6 GHz tức là khoảng hơn 600 mê đấy, chúng ta nhân lên như vậy là chênh lệch khá là nhiều. Tần số cơ sở của cái đời 10 là 2.9 và sang cái đời 14 ấy. Đó, tức là ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái đời 10 thì ra vào quý 2 2020 và đời 14 ấy, thì ra vào quý 1 2024. Như vậy chúng ta cứ tính gần bằng đi. Chúng ta lấy 24 2024 trừ cho 2020 là gần gần như là 4 năm. Đó. Thì sau 4 năm ấy thì nó đã có nhiều cái thay đổi. Đó, và trên cái con CPU mới thì rõ ràng là nó sẽ có cái nhân B và nhân nhân E. Nhân B thì cao nhất là 5.3 và nhân thấp nhất của nhân B đó là 2.1, từ 2.1 đến 5.3. Còn cái nhân E thì nó sẽ chạy từ 1.5 cho đến 4.2. Đấy. Nhân E thấp nhất là 1.5 GHz, còn E cao nhất là 4.2. Đối với cái công nghệ mới 14.700 thì các bạn thấy rằng là chúng ta cứ cho như là cái đối với cái con 14.700 này thì cái xung nó sẽ nhảy từ 1.5 cho đến 5.3, là cái khoảng dao động khá là lớn. Bởi vì thực ra thì cái dòng này thì có cái tần số loại B khá là cao, 5.3 thì nó sẽ dao động trong khoảng này. Ở về cái vấn đề ép sung thì rõ ràng là hai dòng này không có ép sung bởi vì nó không phải là dòng K. Về bên GPU, đối với GPU thì đối với con 10.700 thì sử dụng cái đời cũ hơn, đó là UHD Graphics 630, và sang cái đời 14 thì nó đã sử dụng UHD Graphics 770. Thì rõ ràng là hai cái con này sẽ có sự chênh lệch. Thì về thông tin hai cái dòng này thì các bạn tham khảo thêm. Đấy, như rõ ràng là cái dòng đời mới thì nó sẽ hỗ trợ về cái độ phân giải màn hình nó tốt hơn, cũng như là độ sắc nét của hình ảnh và video nó sẽ tốt hơn, phù hợp cho các bạn làm những công việc về thiết kế hình ảnh hoặc là liên quan đến đồ họa nha. Tần số đồng tối đa là 1.2 và lên 1.6, tức là chênh lệch khoảng 0,4 GHz, khá là nhiều. Công nghệ thì mình đã chia sẻ với các bạn là từ 14 và sang xuống 10, giảm mất 4 nanomet. Tối đa màn hình thì đời 10 thì hỗ trợ tối đa 3 cái màn hình ngoài, còn đời 14 ấy thì hỗ trợ 4 cái màn hình ngoài. Có nghĩa là các bạn có thể gắn các cái màn hình ngoài đối với CPU của máy tính thì gắn một lúc 4 cái màn hình ngoài đối với đời 14 thì chúng ta sẽ làm một lúc được nhiều cái công việc hơn, để thuận tiện cho công việc của chúng ta nhé. Về một cái thông tố rất là quan trọng nữa đó là bù nhớ RAM. Để bù nhớ RAM thì ở trên dòng dòng đời 10 thì chỉ có hỗ trợ DDR4 thôi, nhưng mà sang cái đời 14 ấy thì nó đã hỗ trợ lên cả DDR5, tốc độ rất là cao, đó là 4800. Đấy. Và theo thông tin mình thấy thì hiện nay thì chủ yếu là các cái máy tính hiện nay vẫn sử dụng RAM DDR4 là nhiều các bạn ạ, bởi vì là giá nó rẻ và về hiệu năng xử lý cũng khá là tốt. Đấy. Còn những bạn nào có điều kiện kinh tế hơn thì chúng ta có thể sử dụng lên RAM DDR5 4800 đấy. Thì nó sẽ tăng sức mạnh cho cái bộ máy tính của chúng ta lên rất là nhiều nha. Ở bộ nhớ điểm là 16 MB và tăng lên là 33 MB. Tức là theo cái cách tính ở đây thì chúng ta thấy rằng là nó gần như là nhân đôi, hơn cả gấp đôi bộ nhớ điểm. Rồi LGA thì rõ ràng là đời cũ thì là 1.200, còn sang đời mới thì là 1.700. Đối với cái đời 1.700 này các bạn này thì nó sẽ hỗ trợ cho cả ba đời CPU, đó là đời 12, đời 13, đời 14 nhé. Còn cái LGA 1.200 này thì hỗ trợ đời CPU đời 10 và đời 11. Đấy, về một cái vấn đề nữa là công suất này có sự chênh lệch khá là nhiều luôn. Đấy. Các bạn thấy rằng là ở đời 10 thì công suất cơ bản là 65W, nhưng trong thực tế thì nó có thể cao hơn trong quá trình chúng ta sử dụng công việc. Sang đời 14.700 thì nó đã cái khoảng dao động khá lớn là 65W đến 219W.
Đấy, một cái con CPU i7 cao cấp của Intel có thể tiêu thụ điện năng lên đến 219W, thì các bạn thấy rằng là nó sẽ có cái hiệu năng như thế nào. Nó rất là mạnh các bạn nhá. Mặc dù là nó đã công nghệ mới thì nó phải vượt trội hơn so với cái công nghệ cũ. Rồi, về cái ngày ra mắt thì lúc này mình chia sẻ các bạn thôi. Chúng ta cứ tính như là 4 năm đi, là 4 năm. Một cái vấn đề này là giá bán. Thì hiện nay thì theo mình là hai cái dòng này thì vẫn còn bán CPU mới các bạn ạ, vẫn còn mới, bởi vì là thực ra thì nó cũng bán chưa được lâu. Đấy, cái dòng đời 2000 i7 10700 này thì ra đời vào quý 2020 thì hiện nay có thể là vẫn còn hàng mới. Còn cái hàng mà 14700 này thì chắc chắn là vẫn còn hàng mới, bởi vì mới ra ở đây. Đấy, mới ra vào đầu năm 2024. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra giá xem thử thế nào các bạn nhé. Và cái này thì mình vừa chia sẻ vừa trao đổi với các bạn ở trên trên cái trình duyệt web này luôn. Chúng ta sẽ vào lại cốc cốc nha, mình mở cốc cốc lên. Mình sẽ kiểm tra cái con i7 10700 xem thử là giá bao nhiêu. Lúc này là mình đã vào đây rồi. Ở đây thì có kiểm tra cái dòng F các bạn này, ở đây có hiện cái dòng F thì mình có thể vào trang Shopee, Lazada, Sendor hoặc là trang web của các nhà bán hàng ở dưới này nhá. Vào trang nào cũng được. Ở đây thì có cái con mà 10700 này thì FF là không có GPU ấy, thì có 4 triệu 2, giá khá rẻ hơn. Mình sẽ xuống cái con này 7 10700 đây. Đây, ở đây thì đang bán là 5 triệu 799 ngàn các bạn này. Đấy thì chúng ta là cho là 5 triệu 8 đi. Đấy. Rồi tiếp theo ở dưới này đấy, có bán là 4 triệu 490, thì cái này có thể là hàng này có thể là không phải là hàng chính hãng, hàng hàng bot thì có thể là giá nó giảm xuống, nhưng mà đây là hết hàng rồi. Rồi đây 4 triệu 8 này. Đấy, 4 triệu 8 990 ngàn. Đó. Cái này không biết là mình sẽ vào xem thử là hàng gì đây. Họ bán có 4 triệu 8 thôi. Là hàng Tây các bạn ạ. Này hàng Tây nha. Cái này hàng Tây thì giá nó mới rẻ như vậy thôi, chứ còn hàng mà hàng hàng hộp chính hãng bảo hành 36 tháng thì của hãng thì nó sẽ đắt hơn. Đấy hàng Tây này. 10.700 4 triệu 8 này. 4 triệu 9 nha. Rồi kéo xuống tiếp. Ở đây các bạn này. Đây socket này. Đây còn 5 triệu 799 ngàn. Đó, thì à, như vậy là cái này thì đúng là hàng chính hãng các bạn này, 5 triệu 799 ngàn đấy, là nó 5 triệu 8 đấy. Ở dưới này cũng vậy, 5 triệu 8 đó, ta kéo xuống nha. Như vậy thì đối với cái hàng Core i7 10700 thì chính hàng hiện nay thì có giá dao động ở trên dưới là khoảng 5 triệu 8 đó, tùy từng cửa hàng bán và từng địa phương và từng thời điểm đó. Cái thời điểm mà mình chia sẻ các bạn ở đây là năm 2024 thì có thể là cái giá như thế này, và đến cái thời điểm các bạn xem video thì có thể là giá nó đã thay đổi rồi đó. Ở đây là 5 triệu 799 ngàn, chúng ta cứ lấy là 5 triệu 8 nhé, gần bằng như thế. Tiếp theo là mình sẽ tra sang cái con i7 14700 nhé. Rồi Enter, bấm Enter lên bàn phím. Rồi chúng ta kéo xuống đi. Ở dưới này đang bán các bạn này, khá là cao nhé. Ở đây là 10 triệu 599 ngàn, cái này chắc chắn là hàng bot chính hãng, bảo hành của hãng đó. 10 triệu 599 ngàn, tức là 10 triệu 6. Đấy, chúng ta kéo xuống này. Đây là 10 triệu 999 ngàn này, đấy, bán gần 11 triệu luôn. Ở đây cũng vậy, 10 triệu 599 ngàn, 10 triệu 6 này. Đấy, 10 triệu 399 ngàn, tức là 10 triệu 4. Đấy, nó tùy từng cửa hàng bán các bạn nhé. Đấy, chênh lệch khoảng từ 200, 300, thậm chí là chênh lệch khoảng 500. Đấy, vậy ở đây chúng ta cứ lấy là gần bằng là khoảng 10 triệu, 10 triệu 6 đây. Đấy, 10 triệu 6. Rồi, và cái con lúc này là cái con i7 10700 thì chúng ta lấy 5 triệu 6. Đấy, như vậy là chênh lệch 5 triệu. Các bạn đấy, chênh lệch 5 triệu 8 à, đây 5 triệu 8 nha, 10 triệu 6 và 5 triệu 8 đó, thì chúng ta trừ ra nha. Như vậy thì có sự chênh lệch là khoảng 5 triệu các bạn nhé. Để hai con này bây giờ là hiện nay là có giữ giá chênh lệch khoảng 5 triệu đó, thì vấn đề mà chênh lệch giá số tiền cũng khá là lớn đấy, bởi vì hiện nay thì đối với cái dòng mới nhất như thế này thì giá hơi cao, và các cái linh kiện mới thì nó cũng khá là mắc, nên khi các bạn build các cái dòng đời mới thì giá nó sẽ cao hơn so với cái đời 10700. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng máy tính thành công nha. Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha. Mình sẽ trao đổi thêm với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình có động lực làm thêm cả video khác chia sẻ tất cả các bạn nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.